Dạ, hai sao bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Hành Trung Game bên đây. Và cái tập ngày hôm qua các bạn thì anh em mình nói chung là có một cuộc giao tranh cũng đẫm máu với là BD, thì nói chung là mình cũng hơi ghén nhẹ. Nhưng mà bữa nay mình mới gọi thêm được mấy anh em trên núi về các bạn ạ. Đây. Bữa nay vàng của nó mình chắc nó đông gấp đôi các bạn ơi. Đó, thì hôm nay anh em mình đang có một nhiệm vụ là đi tuần tra kiểm soát khu kiểm lâm các bạn. Thì cái vàng này của mình sẽ các bạn hãy ngầu vô bạn, vậy này của mình sẽ đi bảo vệ cái biên giới của thành phố nha. Ủa thằng đứng đây đâu rồi hả? Thằng nào anh? Quỷ thằng này đứng đây nó sao còn thấy điếu Ủa thuốc mấy đó, nhật nó tàn hình rồi. đấy là bị giang hay bị gì anh ơi? Rồi mấy nhật bị Chắc giang chắc bị văng rồi đó. Rồi hỏi bây mấy bạn đứng giờ hàng với nhau bị hỏi chừng sao đó, rồi có điều hành trong đây nè. lão giờ đó bạn, về team mình nó đông vậy đó bạn. Các bạn nào muốn tham gia team mình cứ lên trên đây mình cũng vắng, các bạn sẽ được tham gia vô cảnh sát ở đồn biên giới của mình nha. À, được rồi mấy đồng chí ơi, hạ tay xuống nè, mình đi ra làm sao, mình lên xe nè, mình đi từng nè. Theo thứ tự Ủa, anh em nhá, quốc gia em đi đầu. khẩn trương nghe Sẽ không? cho anh rồi, sẽ cho. Để ra sau lấy xe. Sao có không đó có tự dí chân vậy? Let's go. Để từ từ nha, coi chừng xe đè. Hai đồng chí một xe nha, hai người một xe thôi, hai người một xe. À Phi quên Lâm rồi, Bồ cái đâu? dạ Bị dạ giáp đi. Hút da đâu mày? Nè rồi, nè em pass lấy mic xe đi anh cho à. anh em nè. Em lấy xe cho anh em nè. Rồi đây anh lấy thêm Ok vài ok. chiếc nữa. Lấy thêm Thế vài bạn lấy chiếc một số lấy một số cái xe 7 chỗ ấy. Nó hỏi Thì nó cũng đi chờ với đợi tao bạn. rồi. Hỏi Nào nó lấy với xe 7 chỗ con nè. Ai lấy xe 7 chỗ đi. Qua với gì kìa, hai thằng nào yếu đó đi với 7 chỗ đi. Với 7 chỗ đi. Yến Huỳnh ơi, để anh lấy chiếc này Yến Huỳnh ơi. Lấy Lấy chiếc anh này lấy thêm chiếc này đi anh Trung ơi. Chiếc 7 chỗ mình tổng bên kia. Đúng rồi. Em chỗ chào đường chiếc đúng rồi anh Trung ơi, hả sao lấy thêm chiếc nghèo bảy chỗ nữa đi anh. Hôm qua Sao em phỏng mày vấn rồi, bây giờ em muốn vô SD là vô cờ nào anh? phỏng vấn thêm gì? Ủa chiếc quan bảy tèo chỗ phỏng vấn không chưa Hải? cái gì anh ơi Quan tèo mà em ai ngày qua ai phỏng vấn mày em anh Trường với anh trường Long. trường long phỏng vấn hả? Ngày qua vậy thôi, bây giờ để anh mời mày vô, anh giờ Long đi làm nhiệm vụ mày của học tụi anh mà. nha. Rồi nè em ơi, cách mạng tổ chức đi, rồi đi vô thay đồ với Em lại chỉ lấy súng Khoa mẹ đi. Trung Dạ đi em đi đi với Khoa kìa, bấm mò lên chấp nhận đi em, rồi đi theo Khoa xem ai nó nhận súng với lại ODT kìa. Anh mời rồi đó, bấm mò lên chấp nhận đi. lấy xe rồi xếp hàng đi nào, ai lấy xe rồi xếp Rồi hàng đi luôn. theo Khoa nè, đi Ok Khoa nó hướng dẫn cho lại 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 đi ghế. ok Có thêm người xin vô đồ không mà em á, đã đông như quân nguyên rồi còn xin vô nữa trời. giờ lấy súng mà Căng quá rồi bạn ơi, bây giờ lực lượng bên mình căng quá rồi. Anh em giờ nói một tiếng thôi các bạn à, là tụi nào anh em này cũng chơi các bạn, đúng không tụi em? Tụi bạn có ngán nào không ngán nào hết rồi kìa, chơi dữ dằn là đúng, dữ dằn phải nghe, biết dữ dằn không? Nghe 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 lên, nghe Ổn lên mình nè. nha, bình tĩnh nha. Đó, Trời bạn bây giờ chẹt da anh em luôn. dưới Đúng sự chỉ luôn đạo của mình là gọi là không ngán bất kỳ tổ chức nào luôn các bạn, nói chung là đụng mà chạm mà bái vô đây là nút liền các bạn à. á. Có rung. Có rung mình không? Có rung mà. Có rung vậy. Đây, Phúc Gia đi đi với Yến Huỳnh nè, biết đi của hai mày. Không không anh, thằng em sửa xe giùm hết chứ em không đi. À, sửa xe giùm hả? Tốt quá nhờ. Tại thấy Dạ đội bạn hình đang ơi. đẹp, tự nhiên có xe này bị gãy cửa cũng kỳ. Đội hình đó bạn, Vũ Căng Gu, Kim Phai nè, Nguyễn Trung Gia Tát nè, Huy Lâm Bồ đi với Dương Lúi nè. Châu Tây Quỳnh Lợi, Tâm Trạng với kia che mặt thôi. Quỷ che mặt à, Hải. Quỷ ngồi nó sẽ che mặt ông Hải bạn. Nhìn da đen có biết là ông Hải luôn rồi, không có lộn đi đâu được hết á. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ gì nói vậy? Xong rồi anh Trung ơi. Những cái thiên này nào vậy? Ông quỷ này ăn quỷ xe 7 gaming chứ nào. Anh Này đang hả? làm gì mày? Từ này đâu có, này nó không Đến chơi có. đi em, anh dài quá. Thiếu thiếu người không cho em làm ấy. Đi chơi hoài, chỗ Bữa đồn sau đi xác không mà đi nhắn chơi cho hoài. mày. Bạn ơi, đi chơi đi. Bữa sau đây phòng vắng đào hoàng em, bây giờ anh đi làm rồi mày chọn đúng mày lúc ấy. cũng vắng là chết À, rồi tới lúc mà đi kia đúng bạn lên xin phòng vắng. Tèo mày lên đi xe với Khoa xe mai đi bốn chỗ rồi, đi chiếc bốn chỗ vâng kìa, rồi mày xin lên Discord, vô Discord xe Discord bình bình đi em, rồi ok anh ơi. xuống đóng cửa lại cho Phúc Gia ơi. Chung chung Nói nhỏ khoảng thôi Phúc ơi. Hồi nãy giờ anh có nói tiếng nào đâu. Rồi anh em chuẩn bị let's go nha, let's go anh em ơi, đi theo đoàn nhá.
Bữa nay là em phải đại chiến nữa rồi. Bữa nay đại chiến lật lộn thì gấp đôi hôm qua vậy. Ký hôm qua quậy cũng đục nước rồi đó. Mà bữa nay anh em mình lại đi làm nhiệm vụ nữa. Ừ. Đi tuần anh. Đi tuần vụ bắt gỗ lậu nữa anh em. Anh nghe nói có nhiều băng đảng nó chống hơi anh em mình lắm. Đúng rồi, tụi em mới bị bao băng đảng phục kích à. Băng đảng nè, nó phục kích ngoài, nói trên cái tên cái anh dẹp nó luôn coi. Yakuza anh ơi. Yakuza hả? Bắn ở ngay chỗ trả dốt đúng không? Rồi, đúng rồi, ngay chỗ dao luôn. Anh em mình bây giờ nè, cái kế hoạch đó là mình sẽ lên trên kia, mình set up một cái mai phục, mình phục kích tụi nó, cho tụi nó biết một bài học về bên lực lượng của mình. Ok chưa? Đúng rồi. Đúng. Đủ chưa? Thằng nào mà đá xe vô cái thằng mà quay cho nó té cái được không? Bà mẹ nó để nó lộ cái đường đi của anh em mình không? Kêu nó di chuyển vô khác đi. Cái thằng xe quay à. Đề nghị anh em nói Vũ Tiên di chuyển vô khác anh em ơi. Rồi, em nói rồi. Đại ca, đại cháu rồi ca. Đi thôi anh Hải ơi. Đi nha anh em. Nhớ ID của anh là đi chung với ngài đi 8 á, nhẫn đầu nữa. Tại sao anh Hải không đi? Anh em mình nhớ là cảnh sát mình không cần bịt mặt nha anh em. Hai thế giới. Đã có. Đem lại cho anh Hải. Anh đẹp trai quá. Đẹp trai không? Đẹp trai quá. Hôm nay anh em mình đại khai sát giới cho mày. Hôm qua gọi là một pha rồi nhẫn nhịn nữa các bạn à. Nhẫn nhịn để mà bước tiếp các bạn ơi. Bữa nay anh em mình lại đông các bạn. Cứ càng ngày anh em mình lại càng đông các bạn ơi. Cứ gì chịu nổi, bữa nay điểm nhanh sơ là trên 20 mạng các bạn ạ. Điều này. Mình lùi bước mà tiếp 3 bước. Được. Rồi một ngày anh em mình sẽ hống chỉ cái thành phố này các bạn ạ. Mục tiêu từng tiếp theo anh em mình là nhiêu thằng đây Dương? Mục tiêu tiếp theo là 50 thằng rồi kìa. 50 thằng hả? 50 thằng. Được. Hiện tại lực lượng trong đồn mình ở trên 3-2 người rồi, nhưng mà online lần 20 người các bạn ơi. Đâu có nhiêu đâu ạ. Rồi anh ơi. Đúng rồi, vì có chia ca ra nữa, buổi trưa nữa. Chia ca ra anh em buổi trưa là buổi trưa cũng 10-20 người online các bạn. Các bạn nào muốn tham gia vô lực lượng của đồ mình, thứ nhất là các bạn phải ngoan nha. Thứ hai là các bạn chơi theo team, chơi nghiêm túc là anh em mình tiễn hết các bạn à. Còn bạn nào quậy phá này kia thì thôi, mình xin lỗi nha các bạn, không, mình không có nhận. Ủa kìa anh Hải. Đợi chứ. Nó hút da làm hepper luôn rồi kìa. Không rồi, hút da nó mới đậu hepper á. Anh làm thì tắt á. Ghê vậy. Anh em hồi nhớ nha, bao giờ anh kêu nổ súng mới nổ súng nha anh em. Mình phải đi có cái bài gì, bây giờ mình phân công một tổ ba người, ba xe đi. Cứ ba xe rồi, đi chung rồi. Nhau đi, vậy cho dễ quản lý nè. Xe anh nè, đi chung với team của Gia Tát nè. Đi chung với lại của thằng Nguyên Phay nè, ok chưa? Dương Lúi okay, nè, Dương Lúi sẽ đi với Yến Quỳnh với lại Quỳnh Lợi nè. Rồi Dâu okay, Tây Quỳnh Lợi, Yến Quỳnh qua đây. Rồi Dâu Tây sẽ chạy chung với team của ông Khoa Sima nha. Ok chưa? Ok rồi. Xe của ông Hải đang lắc chưa lên hả? Đang đổ rồi. Okay. Yến Quỳnh đâu tiêu rồi. Yến Quỳnh qua bên chỗ chạy với Dương à. Bim qua chạy bên với anh à, Bim Phay. Bên đây nè. Nãy chia ra làm sao thì cứ đi chung theo vậy đi. Nãy chung với em. Không, chạy theo team, một team ba người ở Yến Quỳnh lên chung với đi với Quỳnh Lợi rồi đó, chạy theo á. Mình sẽ chia ra ba tổ các bạn, vậy cho dễ quản các bạn ơi, chứ đông quá một người quản khó lắm. Nè anh em tôi đi mà đi chiếm đóng đi thôi, gần gì chiếm đóng, giờ mình tới giờ hợp lý được, hợp lý rồi cả, được không? Rồi bây giờ để mới nghĩ lấy lợi. Rồi anh bây giờ anh IBU cho anh em lại chỗ anh nhé. Ok rồi ca. Rồi IBU chứ được. Đây nè chỗ anh, này chỗ anh nè. Có cần em xử thanh niên đi quay đó không? Không. Còn đâu. Chứ em nhìn đi heo vớt ai lắm rồi. Bây giờ là mình sẽ chiếm đóng luôn chỗ này nha các bạn. À. Rồi. Em này chị qua. Ủa, đang có một địa bàn đang tranh giành, hãy đợi nó kết thúc rồi sao? À là đang có một địa bàn nó đang được quyền chiếm đóng á. Đang cho thành phố anh. Đang trong thành phố đang chiếm một địa bàn hả? Đúng rồi, nó đang bị chiếm đóng trong thành phố. Là mình phải đợi chiếm đóng thành phố xong mới mình mới chiếm người này được hả? Nó đang chớp nè. Thấy rồi.
À có thể là tụi nó đang đếm chiếm đóng rồi, tụi nó không có chạy ra khu vực này để nó đi chở gỗ á anh em à. Bây giờ mình sẽ cho tụi nó phải đi ra ngoài đây. Chiếm đóng có được leo lên nóc không? Chiếm đóng có được leo lên nóc không anh em? Được chứ, mình có chỗ mình bắn được nè. Ok. Đợi chiếm đóng xong ngay tới công chuyện nha anh em mình. Ê kìa có xe chở gỗ kìa anh. Có không? Có đâu? Đâu? Đó. À, à, kìa, kìa, chạy ngang kìa. Ôi. Rồi, em ủi nó bây giờ nè. Coi kiểm tra đàng hoàng nha, coi kiểm tra đàng hoàng nha, coi dừng xe nó chống đó. Nó dừng, nó dừng, dừng lại. Nó dừng lại. Nó dừng rồi nha anh em. Còn không có bắn nha. Cứ bình tĩnh anh em, cứ bình tĩnh. Kiếp cả các ông bu lại. Rồi bu kìa. Rồi bu kìa. Rồi bu kìa. Rồi bu kìa. Xe chở gỗ trên đường dây. Xe chở gỗ trên đường dây hả? Bỏ ra gọi. Chia. Rồi kéo xe này tịch thu. Ê em sẽ lấy cái ví dụ này cho. Rồi. Lên phút ơi. Để cho Dương lấy đi. Cái có xe gì? Trước mặt kìa. Ồ đây rồi. Có hàng cắm nha. Ôi. Vô bổ rồi. Cắn ngáp tội phạm. Động dĩ. Bảo bảo. Mày xong rồi. Mong rồi. Kìa. Đâu. Phát rồi. Mày đó mày. Mày đâu đóng phạt rồi sao? Hồi nãy em với anh Dương mới phạt nó một lần, dễ đi nữa. Mày đi chuyến mới mà mày, chuyến mới phạt tiếp mày. 150. Ủa lộn 50. Mày đi chuyến mới đúng không? Kiểm tra xe coi. Tới đại ca. Thôi, gỗ lộn quá thôi. Mày đi buôn gỗ lộn mà mày chạy đường chính nè, mày dở rồi Bảo ơi Bảo. Gửi ít hả? Má mà đông người ở đây mà anh đang quay clip nữa mày đòi gửi tiền anh nó đâu được Bảo. Hối lộ đi tụi cho mày. Lần hai rồi nên anh về là xe rồi. Rồi. Lần hai rồi anh tịch thu xe. Tịch thu đóng phạt 20.000 nha cu. Rồi gửi anh 20.000 cho mày. Đi bộ về đi em. Thì với em giờ gửi thêm 150 nữa nè. Rồi. Mày chấp hành xuống rồi mày đóng phạt 20 em ơi. Nhanh gọn để tụi anh còn đi bắt tụi khác nữa. Xe mày mày xe gỗ lậu thì mày bị tịch thu chứ còn hỏi xe đâu. Điện ráp về đi. Điện ngáp về đi mày. Lên cảnh sát cho có gian về nè. Thì gỗ lậu là phải bị tịch thu mà em. Trời. Mày cậy thì đi đường nào mày đi chứ mày đi đường này là mày chết rồi. Nhanh nha, đóng phạt anh 20.000 rồi di chuyển nha em. Đi nha đi, đi lại mới khác mà đi mày. Mày ra cái chốt này tụi anh là mày xui rồi. Ui 50.000 đưa nhiều mày. Ai chồng ơi. Nó đưa cả chữ sau đấy cả. Rồi được rồi, để mày đi. Vậy. Ẩu rồi đó. Mày đi đi, mày đưa 50.000 nữa không để anh tạo điều kiện cho mày chuyến sau mày đi thuận lợi nha. Đi đây em. Có bài á, khi nào. Khi nào lên đón mày ơi, xe đủ chỗ rồi. Ờ, giả thách kìa. Buổi tối nhiều khi mạng relay chứ không phải lỗi đâu. Mình đứng trên đây mình mới bắn như cái mệt luôn anh. Đón ơi. Anh sạc chiếm đóng nha. Sạc. Không qua mảnh kế bên đi anh. Rồi quất rồi đó. Mảnh này đi, quất ngay mảnh này chứ. Anh em tới NBU của anh lẹ lên em ơi. Mình bắt đầu khiêu chiến bắn nản mạnh nhất các bạn à. Bắt đầu mình lắng xăng vô rồi là cái. Hoặc là cái gọi là quyền lực của server các bạn ơi. Ủa quyền lực của anh Vũ chứ nhầm. Má mày cười sợ ma quá mày ơi. Hải qua đây, mảnh đất bên đây nè Hải. Chiếm trong mảnh đất nào hả? Vô. Chiếm trong vòng 10 phút hả? Chiếm trong 600 giây. Mình sẽ chiếm hết chỗ này luôn các bạn ơi. 10 phút, 600 giây, 10 phút. À anh em bỏ quá trời khinh địch nữa bạn, nó không thèm mà nó sẽ đắp gì luôn, nó đứng trên nóc nhảy. Sếp đi. Qua nhà bên kia bớt đi kìa. Dạ ba hai. Rồi đứng dưới nữa kìa. Trừ chí đi anh em ơi, sẵn sàng chiến đấu. Tụi nó tới rồi hay sao kìa? Ở đâu? Thấy có một xe, thấy một xe. Xe mình mà. Chị đi lên nóc nhà đứng thấy vậy cho đi nhanh hay gì vậy? Nóc nhà đi anh em ơi, chỗ nóc này nó bắn như cái mền á. Nóc nó bắn dễ lắm á. Chạy ra ngoài mấy cái thùng xanh dài hàng đứng đi. Tăng với Vũ kêu Google chạy ra thùng xanh container này nè.
Có thể có thằng đang tay chạy tới cho chiếm đắng mà. Thằng nào? Cả chiếc mô tô, cả chiếc mô tô. Vòng vòng nhá sức. Ông thấy, chị nào thấy số nhảy á. Khiêu chiến các bạn, chính thức khiêu chiến. Bên mình khoan à, đúng đó anh em, mình là no rồi. Dám bắt cóc Hoàng Anh Gia Lai nữa. Yêu cầu sĩ quan cấp cao LSPD sang lồn đồn LSPD để xác nhận danh tính giải quyết của bạn hả? À ok ok. Tới giọng cái đồn mình luôn nè các bạn. Qua giọng đi. Rồi mày tím tin luôn chứ mày bút tin. Giật hết không vô nhân giọng luôn. Vô coi nào lấy được đem về bồn mình hết. Anh em tập trung cao tốc hết chưa? Team Bi Long rồi, Team Dương rồi, tập trung hết chưa? Đây đây, tập trung với cao tốc rồi anh. Rồi. Mình sẽ đại chiến với quỷ già phải không anh Trung? Anh em phải liếm ngoại quỷ già rồi. Đấy. Lên được. Chạy hai hàng nha anh em ơi, hai hàng ngang đó. Hai hàng nha. Hai hàng ngang, nào lấy số của bạn ơi. Vậy. Ồ, trứng cút nát vậy. Nát nha. Ủa, lo thành phố không vậy? Vậy lo thành phố mới gắt. À, nhầm rồi. Hồi nữa vậy nè, cái kịch bản vậy nè. Hồi nữa Long sẽ chat lên là yêu cầu im lặng đi. Nghe nói nè, hồi nữa thằng Bi Long cái kịch bản á, sẽ chat lên là yêu cầu đồn cảnh sát BD thả lực lượng SD ra. Nếu không thả là tụi tôi mà chiếm đóng luôn cái đồn mà. Không, những phải ghi câu nào đó. Những là thành phố luôn. Mà nếu không thả chúng tôi sẽ dùng biện pháp bạo lực. Dùng biện pháp vũ lực. Cầm ma cũng quá anh Trung. Nói vậy nhấn lo thành phố luôn cho ngầu. Nếu có cần chơi mặt lại không? Sao rồi? Khỏi chơi mặt. Mình mà làm ăn chơi nét đại mà. Cần chơi mặt mà. Mình chơi nét mà. Em với mẹo thân mà vô tới rồi nè. Từ, đợi Nguyên Tim đi chứ đi vô sớm nào vậy em? Có cái gì mới gọi em nha. Anh Long rồi. Nhắn về là thành phố yêu cầu. Không phải nhắn cái đọc đó. Gọi em lắm. Rồi anh em tập trung nè, đi một đòn vô nè. Anh nhẫn đầu anh em đi heo hả? Chậm rồi. Mấy nào đi trước thì từ từ thôi, tụi bay tới trước tụi bay làm gì? Giờ vô nghe nói nè, đó anh em mình cứ thủ hàng trong người nha, đừng có cầm ngay nha. Đó, anh là nói quốc là mẹ hiểu nha, là em bắn em không có nói vậy đó. Em vô đưa thông điệp kêu thả người đúng không anh? Ừ. Hồi đó anh kêu mày đưa thông điệp. Anh kêu mày đưa thông điệp một cái, mày cứ sợ cái thông điệp trước đây. Một thả người, hai là chúng tôi sẽ giải cứu vậy thôi. Lo thành phố luôn hả? Hay là lo thành phố luôn. Lo thành phố luôn. Thành phố luôn cho người dân thấy, người dân. Ừ. Đúng rồi, mình cho nét mà nó bắt khơi chùi dơ để tắt còi đi anh em. Vụ này chắc lên báo á. Vụ này mình lên báo rồi, mình phải chơi nét. Vụ này lên báo mà, mẹ báo phụ nữ. Tự thấy cưng với kẹt. Anh em động hàng nè. Động hàng cho nó đẹp nè. Đậu hàng à, tập trung hết chưa anh em ơi? Còn thấy thằng GPS lọn lọn chi vậy? Em tới giờ em không cố gắng được nữa. Còn thằng nào lẻ lẻ đang chạy ngoài kìa vậy? Anh em đủ. Em đi chỗ xe ra, đuổi chưa, đuổi chưa. Nè em đi chỗ xe với thằng đó mày. Anh đi mày. Xe hư nè. Ok. Hư gì giờ này mà hiếu gì sao? Bị vào việc rồi anh em ơi. Không phải dây à, không phải dây à. Thấy NBU anh không? Tập trung chỗ NBU anh đó kìa. Rồi. À, chiến trường các bạn. Bớt nẹt bô mày. Đấy, lực lượng mình ở đây đợi sẵn rồi. Sẵn sàng chưa anh em? Sẵn sàng. Nè, anh em sẵn sàng chưa? Hô 1 2 3 cái này cho nó khí thế ra. 1 2 3 anh ơi. 1 2 3 sẵn sàng chưa anh em ơi? 3 sẵn sàng. Quỷ. Tao thấy mày vậy là không sẵn sàng rồi đó. Cái chưa. Quỷ kiệt. Lo thành phố lên. Tới trước đồn này rồi cứ lo thành phố lên cái. Rồi đi vô nói chuyện. Soạn xong chưa Long? Chiến công. Đang soạn. Dư nó rồi. Hả? Thằng nào còn ở bệnh viện nha chạy. Cứ đậu ra đi, đánh đảo vòng coi đủ anh em chưa. 2 4 6 10 1
Em còn miếng da hả? Bệnh viện đi cứ đi heo đi. Miếng da mày cũng phải đi mày. Bệnh viện là người đang treo á, không phải người đang chơi đâu anh. Ủa vậy hả? Còn thằng Tấn đâu rồi mày? Em nè, thằng Khoa đang cho đi sửa xe, chở em đi sửa xe nè. Trời ơi, đụng chuyện mà đi sửa xe nữa, hai ông thằng này. Gọi gọi nè, tới nè. Tới giờ. Rồi tới nơi nè. Mẹ, tới giờ em mới cầu hết trời. Đụng chuyện tới kẻ thù của mày mà mày đi sửa xe đúng không? Thôi, sau khi đi, lâu lâu lỗi xíu, fail xíu nha mọi người. Rồi. Anh em ơi. Bật bây giờ nè, chuẩn bị bật máy, đề máy lên anh em ơi. Đề máy lên. Rồi lên. Rồi hú coi. Tới hẳn đồn. Đi rồi, lấy đồn anh em ơi. Đi theo bạn thôi, từ từ. Giống vậy cái lương quá. Đòn cái lương thành chung. Rồi tập trung nè. Đậu ngang đây cho anh luôn nè, không có đậu vô luôn vải vậy đó. Đậu ngang một hàng ở đây. Rồi. Tới xíu nữa. Không biết cái nào là lễ đậu. Rồi chuẩn bị xuống xe ở đây rồi đi từ từ vô. Rồi đứng trước đầu liền, đứng trước đầu kìa. Rồi nó muốn biết Yakuza hay gì, anh thấy xe của Yakuza đây nè. Ê, có kìa. Ném kìa trong hẻm kìa. Ném kìa. Cái gì? Ra là anh em cũng đứng anh Yakuza vô hẻm kìa, chiếc gai kìa hướng đó đó. Trật tự nè. Rồi tắt còi đi, tắt cái còi rồi. Thằng Huy nó đi xe điện. Ôi Huy. Té đi Huy. Alo. Cho tôi hỏi bên đây ai là cấp cao nhờ? Tôi đây. Về lấy miếng máu. Im cái. Ok, yêu cầu anh đi theo tôi á. Yêu cầu gì? Anh có quyền gì anh yêu cầu tôi? Anh biết dùng từ không? Gọi là mời anh hiểu không? Làm gì anh có quyền yêu cầu? Mới vô đã mà căng hả bạn? Mới vô phủ đầu là okay, căng liền. Anh vào đây làm việc á. Yêu cầu ai vậy? Mới vô phải làm căng liền các bạn. Không nháo không tử nào. Bây giờ nè, anh em làm việc ngay đây luôn chứ không có đi đâu hết á. Tại sao mấy anh bắt người bên tôi? Không đúng. Anh làm gì bắt người bên tôi? Lý do đi. Anh cái em giãn ra xung quanh, giãn ra xung quanh. Cái gì? Anh mới là người đọc lệ lực chưa? Anh có quyền gì anh bắt kiểm tra người bên đây? Thứ nhất là tụi tôi không đi từng bên đây, thứ hai là tụi tôi đi ngang qua thôi. Anh có hiểu đi ngang với lại đi từng không? Anh có bị ngáo hay không? Anh có vấn đề gì không? Thứ nhất là tụi tôi không có chạy ra đi từng, còn chuyện đi ngang này người ta có thể chết về bệnh viện, người ta lên đây ta rước. Ai cho mấy anh có quyền bắt trong đây? Lính anh hả? Không phải là đi tuần nha. Mấy anh cho quyền. Tôi nói đó nha. Chứ nó làm gì trong đây mà anh bắt nó? Nó đi nó làm gì? Nó làm gì? Xe trong này tôi có hỏi thì bảo đang lên trên này để đưa xe cho thằng em. Bây giờ là sĩ quan rồi. Bây giờ sĩ quan cấp cao mới vào làm việc. Còn tôi nói mấy anh nghe nào. Không phải vào này. Anh im mẹ mồm vô. Lực lượng BD không được quyền kiểm tra lực lượng bên tôi. Đó, đây là thông tin từ chính phủ rồi. Tôi anh lấy cái quyền gì tôi anh kiểm tra. Nào nó ngu ra, nào nó ngu ra, nào ngu. Chơi anh em ơi. Chơi anh em ơi. Ngu không? Không nên chơi. Ngu không? Chơi đó đi em ơi. Chơi đó đi em ơi. Em kia ta. Rồi gục nè, liệm nè. Em bắn thằng đục nè. Ừ. Đợi chết rồi kìa. Chơi đi luôn. Đồ nó đi luôn. Thiên Vũ kìa, chơi Thiên Vũ nè, để bắt Thiên Vũ nè. Lắc qua. Em mất thủ kinh lâu nữa. Chị mất dạy nè. Trên đầu anh em ơi. Sốc bên đồng đầu. Trên đầu anh em ơi. Đây nãy thằng nó bắn xuống kinh này, em chở tôi cái. Cầm vô đồ anh em ơi. Cầm vô đồ. Thấy nè anh ơi, bên trái kìa, bên mé bên trái nè, từ hướng đồn hướng vô nè, bên trái kìa. Trong kho vũ khí. Nó đứng trong kia nó spam á. Ủa nó vô lấy giáp hoài luôn á, chung nó bắn nó vô lấy giáp hoài. Ừ. Chơi nó chạy rồi, tí mình có gì gọt này mình gửi được. Chơi nó. Ờ kìa vô Discord server gì. Chơi thẻ đi, chừng nào tính thì tính. Ừ. Anh em mình thiệt hại hết 10 người rồi. Hồi nãy tại bắn đồng đội quá trời. Em gục được hai thằng, em chạy vô gục Thiên Vũ, Thiên Vũ nó chơi xuất kinh với thằng kia yểm trận á. Rồi. Cứ bắn từ từ đi, cứ bắn từ từ đi. Không sao hết.
cờ lừa. Chị bác sĩ cứu sống không? Còn sống không? Cứ mà chiếm. Anh em mình tập trung lại nè, tập trung lại. Cờ lừa đó chưa? Vô mở cầm cho thằng kia anh. Vô mở cầm thằng này mình. Đâu có hết. Mẹ vô anh em, vô đồ. Em giúp hết em ơi. Này, mẹ cho tao biết đủ mà. Vũ nó bị em bắn chết rồi đó. Vũ bị em bắn chết rồi đó. Anh em chiếm đây luôn, không cho vô on duty luôn anh em ơi. Đéo cho về on duty luôn. Ok chưa? Ok chiếm chỗ này luôn, chiếm đóng chính đất, chiếm đóng ngoài không cho on duty luôn. Chết để cho em chạy về mấy chạy lại đúng nha. Dám mà nói chữ hề ha. Còn hai thằng nha anh em. Từ từ xuống mở cổng cho Hoàng Anh cái rồi từ lên. Hấp nhà còn. Mình về bệnh viện được không ta? Được vậy quay lại trên đây lại đây. Thôi về bệnh viện đi, tôi xe tất cả được bạn rồi đó. Mà vô đây mà xí vô cái chuyện này đó. Về được đúng không? Về được đúng không anh em? Thôi về đây. Về đi, có gì tôi chạy chứ 4 cháu là tôi gước hết 3 thằng đó. Đó, cầm súng lên. Đây, cầm súng lên. Lên. Hết cổng nữa anh em ơi. Rồi, anh em qua bệnh viện trước nè. Qua bệnh viện gước anh em mình lên trước đi. Đó, anh em ở đây chiếm luôn cái đồ, không cho về nó on duty, nó cầm súng lên. Ai lên gước mọi người đi anh Trung ơi. Đi, chiếc xe 8 lên gước à. Đó, không cần xe 8 mình gước được. Anh em mình kéo ra như bắn cái thằng 108 nè. Mình cứ trong này đi, mình cứ trong này. Mình cứ vô trong này, mình không cho tụi nó cứu bên BD lên nha. BD ra là mình ra ngoài là mình lật nó luôn đó nghe anh em. Ok anh ơi. BD vừa vô là mình chơi luôn đúng không anh? Em nó vậy, còn trên đầu rồi anh em ơi, lên Hoàng Anh với Long nè, lên theo anh. Trong phòng còn thằng nè. Ở trên nóc. Kìa. Thằng Lavi kìa. Không thường. Ăn chết hả thằng. Chết chết con hàng còn hàng trong đồn rồi, nó chạy rồi, con trái rồi, nó chạy ra trái rồi. Báo cáo là BD hồi sinh hết rồi anh ơi. Cứ canh nó đồn trong đây mà không cho nó vô luôn, không cho nó vô on duty, nó lấy đồ em hiểu không? Chiếm ngay cái đồn đó cho anh. Chiếm ngay đồn luôn, mẹ đéo cho đi đâu đó. Rồi ngày hủy diệt BD. Hủy diệt, anh chạy đi mua đạn em ơi. Ở đây canh hết nha, không cho nào vô hết nha. Về diện trước nha. Về diện đi, chạy lên. Rồi. Kiếm luôn cái đồn của mày. Con Tèo ơi, tắt cái mic kìa, mày nói chuyện mày nó nghe Tèo. Anh em, để anh đi qua đại cho anh em, chiếm ngay cái chỗ không cho tụi nó vô lấy vũ khí nha anh em. Không cho nó đi đi luôn, chiếm luôn đồn của các bạn. Bắn cho biết các bạn. Anh em ra liền mà. Nói chuyện chạy hẳn về đồn mình nha, chạy hẳn về đồn nó nha. Chiếm luôn cái đồn đó. Đều có cầm súng trong đây Quy. Hậm lực Quy. Nó đang về sếp ơi. Rồi. Mình cứ về cho nó mình hả chơi, chứ chơi đây. Mình vô đồn bên sát của nó, cứ chạy vô người dân, không bắn dân nha anh em. Mình bắn đúng cho nó thôi. Phải người nào dưới sân múc nó. Không có bắn người dân nha. Rồi. Lên nữa còn người nữa mà, lên. Không có xe chạy qua, muốn xe điện qua đi, hơi xe qua cũng được. Hơi xe chạy qua bên đồn mình đi, đồn nó mà gần mà, gần trước. Anh em về bệnh viện rồi chạy qua, hiểu không? Cứ thằng nào lên, nó hết đạn, hết súng anh em ơi. Bây giờ anh chốt thêm vài thằng ở xúp súng là nó không có đạn, nó bắn luôn á. Em hết đạn rồi anh Trung. Anh chạy qua anh mua cho. Nó đang viện nha. Bên đây 6 người. Anh mua nhiều đi anh Trung ơi. Rồi. Mẹ nói chuyện mất dạy các bạn. Đẩy cái giò luôn. Cái gì mà ngáo ngạt khùng gì chó gì đó lại. Bù tin nó chữ. Nói chung là bây giờ nè cứ ấy đi. Thằng Dương với thằng Long đồ on chưa? Dạ. Nó nhắm chửi sức chung mà bị ngu. Về cái ấy đi. Về đâu anh? Về đồ của nó đi. Về đồ của nó. Đang đồ. Không cho nào về đồ nó nha. Chiếm luôn cái đồ. Đi súng vô chiếc chiếm đồ anh em. Chiếm đồ, đứng trong đồ nó rồi. Trong thượng nữa anh em ơi. Không có liên quan vụ gì, di chuyển đi mất công chúng đó. Di chuyển. Kêu em mở megaphone lên kêu người dân di chuyển đi. Mọi người di chuyển đi. Mấy người đi này, mấy người đi này. Ở đây bị bắn gán chuyện nha. Em mở lên megaphone được nói nhiều. Anh em vô ngay cái kho súng à. Giờ mình chơi mình chiếm luôn ha anh. Mình chiếm luôn. Chiếm luôn. Nè canh à, một người đứng ở trước thôi, mình có thấy nó ra BD nó lại đó, mình báo rồi ra mình chiếm bắn luôn. Thôi nhìn thấy nó nằm ở bệnh viện nhóc luôn á. Có đâu dám về thấy đâu rồi, nó màu trên sân thượng nha anh.
có ai có shotgun không? Không, Có hai thằng đi ra bệnh viện anh cho đi luôn. Anh có hai thằng mới ghé tập quá tính mua đồ anh cho mày về bệnh viện hết. Hay quá này. Cho mày biết nữa, bắn cho biết các bạn. Bắn xe hổ nè. Hổ không ngầm chó rồi làm chủ khu rừng. Đừng có ai bắn cho nó chết, cho nó đứng hoài đi là. Ừ, cho nó nằm đi. Đúng. Luôn. Bác sĩ đâu dám vô, kệ đi cho nó nằm luôn. Cho nằm luôn. Mày đặt ờ bảo cho nó đi đâu hết trơn á. Cầm máu vô đối tượng đi. Nào lên xe với anh nè, kệ đi, kệ đi. Cầm máu vô đối tượng. Tâm trạng đi với anh nè, tâm trạng đi với anh nè. Tâm trạng lên xe anh. Tôi cho cô gia tội anh ơi. Cho cô gia gì không có liên quan. Chát tụi nó kêu. Nó bắn ở dưới. Không lo thông báo kêu tụi nó di chuyển. Lo thông báo kêu gia cô gia di chuyển. Mọi người về lo thông báo luôn rồi. Yêu cầu mà Megaphone lên. Mày lo thông báo thành phố đi. Kêu Long lo thông báo lên. Ủa luôn mẹ lúc nào vậy? Mega luôn á nè. Lo thông báo lên, lo thành phố, vô thành phố. Lo thành phố kêu cầu mày nó tụ không. Vô trong đi, vô trong đồn đứng đi, vô trong đồn đứng hết đi. Anh em vô trong đồn đứng hết đi ngoài. Yêu cầu mẹ lo thông báo lên, yêu cầu mà những team không liên quan ở đồn BD yêu cầu di chuyển hết, đừng có liên quan tới, đừng có kiểu lại đây. Được. Nè cảnh sát trong đây nè anh chú. Trong đây nè nó một đầu đâu. Đầu. Nó nói gì mà. Đi. Nó thấy cảnh sát lại đồn là bắn hết. Thấy rồi. Bắn nó. Bẹp nó, bị chẹt. Trâu nó luôn được. Lo thông báo lên cái bị động. Đừng bắn nó chết. Lo thông báo lên đi, yêu cầu tất cả người dân căn bản không liên quan di chuyển ở khu vực đồn LSRB OBD. Nè tôi nói cho anh em nè, bây giờ anh em cứ một thằng bắn súng điện là nó bị té rồi. Thôi không bắn súng điện, không bắn súng điện. Bắn cơm mát là không được bắn súng điện. Nó lên kìa. Nó bên hông đầu nè. Nó bên hông không. Xe trái nè em ơi. Xe ông quần ghét và một. Bên trái nè. Rồi em thấy anh Dương. Nó lấy xe đi rồi. Nó chạy lại rước bộ nó chạy kèm mẹ nó đi. Vô trong đồn. Nó chạy vô nó rước bộ nó rồi. Cứ vô đồn đứng đi anh em ơi. Đứng ra ngồi. Mấy anh em phát báo rồi chắc anh đi phải mua thuốc đi. Nè anh có mua đạn gì cho anh em nè. Em xin anh ơi. Đâu anh. Có một thằng đây nè. Gửi chút. Đâu vậy? Không có được. Em nè. Có một thằng ở bên bãi xe nè. Đạn nè. Anh Trung nào đâu anh. Anh ở dưới vô bãi xe nè. Em ở Trung rồi. Bãi xe bên hông. Bước hết cho nè. Rồi một thằng đi với anh đi mua xiếc đạn vậy nè. Có nào có ba lô không? Ôi lấy hết rồi. Rồi anh em vô hũ đi. Ê con nào có ba lô đi theo anh nè. Megaphone thông báo thành phố lên đi Long. Thông báo thành phố luôn đúng không anh? Ừ đúng rồi, lo thành phố lên. Yêu cầu người dân không có liên quan di chuyển không được đồn lại. Đi đi. Ủa được ra đưa đạn nè. Lẹ. Đâu. Tự đang đi. Vô nhà đi, vô trong Rồi. À, có nào khoan nè, anh nghe nói cái nào gia tác ơi, em có ba lô không? Có ba lô lớn không? Dạ có. Đi với anh đi mua đạn về ship cho anh em nè. Tụi em vô đồn hết đi, đừng có đứng ngoài để nó bắn á. Em còn 54kg nha anh. Ừ, 54 đô mua đủ rồi, mua về cho anh em. Vậy quy lâm một mini, mày đi đâu vậy? Mày đi vô có mày, mày bị ngáo. Đi quay lại ra, đi quay lại ra. Hướng nào. Đi đồn đứng này. Anh em cứ đồn đứng thôi. Chuyện nó bọc hai bên mé này nghe. Nó trên nhà xanh ở bên hướng. Em chạy đi mua máu qua, em hết máu. 7 giờ nè. Lên lầu coi. À, đụng tới em mình là cho gãy cái giò rồi. Đem đi mua máu. Ê, trong ra phòng có người. Lên lầu một hai người đi, lên lầu một hai người. Lên lầu một hai người đi. Quy mày làm gì vậy mày? Mày đi vô chứ mày. Để em lên lầu cho, để lên lầu. Lên lầu kê cho nó anh em ơi. Ừ. Ở trong đi anh em ơi. Đừng đứng ngoài nữa. Lên lầu ít thôi. Nó bên cái biển màu đỏ kìa. Biển quảng cáo màu đỏ có thằng BD đứng bển nha. Người dân tập trung coi biển, không biển đông quá. Nó chạy xuống rồi. Chạy đi. Mình phải được bắn người dân nha. Đi tắt. Ở BD nó bắn em nè. Thì bắn nó chứ. Thủ đi, đừng có làm hay. Trời ơi. Nó leo lên cao. Tụi em cứ ở trong cái đồn thủ đi là được rồi. BD vô. Thằng Huy mày có biết vào không? Vô đâu. Em kêu Huy vô nè, Huy nó báo nãy giờ. Mày được kệ mẹ nó đi. Thằng kệ mẹ nó đi. Ra phía sau anh em ơi. Nó dưới tầng hầm lên. Ba thằng. Nè bọc pháo phía ngoài đang đứng ở chỗ cái cầu nè. Theo anh đó. Nó dưới đi lên nha. Tát. Một thằng nó chạy lên kìa, một thằng chạy cổ phụ lên, Lên nè, gặp nè. Nè, nó bên lầu kia. Quay lại, đứng sau lưng. Không. Mà coi gì bắn chúng nhau. Chiếc xe lên ba thằng, phải chiếc xe lên ba thằng. Bên lầu bên kia kìa.
bắn xe lên ba thằng. Nó vô kìa. Anh thủ. Bắn đi coi chừng bắn chúng nhau. Má thằng nào bắn trúng anh vậy? Bắn tèo nè. Không phải. Cho team mình về, bắn cho team mình về đi. Mày đứng. Bắn em về đi, anh Trung. Bắn cho em về đi anh Trung ơi, em đang bắn. Ủa anh Long ơi, bắn cho em về đi anh Long. Nó lên gõng trước kìa, tá sau lưng mày kìa. Sâu kìa, sâu kìa. Ờ anh Long chết luôn rồi. Đẩy vô nha, đẩy vô nha. Tự Trung ơi. Anh Trung hồi sinh được. Má mày bị điên hả mày? Chơi rô lè đi. Tá ơi. Hỏi con ngu gì hả? Thương mình cũng. Tát ơi, chơi rùa lại đi Tát ơi. Thằng Tát này mà mình đã lần đầu anh em mình đã dẹp loạn được cái đồ một lần rồi các bạn. Giờ bây giờ anh em mình refill đạn dược lại, mình lên mình chiếm thêm một lần nữa các bạn. Đó. Vì cái tội nó mà nó thẳng là nó mắc dạy với anh em mình các bạn, thì anh em mình đập nó thôi chứ không có gọi là này kia vậy đó. Bây giờ nè, mình sẽ chia làm 4 đội nha. Một đội đi theo anh là 4 người. Thì anh phân công luôn là BB nè, Nguyễn Kiệt, Trần Vương đi theo anh, được chưa? Rồi tụi em anh sẽ đi hai xe với tụi bay, rồi tụi bay bước qua phải đi, đứng ra ngoài xe kia đi, phân công xong rồi đi đi. Đội hai là của thằng Dương này, Dương lên đây Dương. Đội hai hai là của thằng Dương nè, gồm 6 đứa đi, Nhiếm nè, Gia Tát nè, Khoa nè, Kim, Khoa anh nè. Rồi đủ 6 người chưa? 2, 4, 6 rồi. Tụi em ra xe đi. À, đội của Dương là kêu là đội 1 nha. Ok được ca. Rồi đội 2 là của Hải nè. Hải thì đi với Lê Bình với lại Tăng Sinh Cô với Hoàng Anh là 4 okay, người sao? Là đội 2. Còn bên Long đâu rồi? À giờ em đây. Long đội 3 là của Long mà gồm Quỳnh Lợi nè, Quang Tèo, Yến Quỳnh với lại cái ai trong đội với mày luôn á Long. Được chưa? Dạ. Là 3 đội nha. Anh là đội của anh này khỏi tính. À, tổng cộng mình 4 đội đó. Rồi anh em tất cả theo sự chỉ đạo của Long nha, nghe lời của Long nha. Mấy anh em biết mình ở đội nào hết chưa? Đó. Rồi okay, bây giờ nè, hồi nữa tới đồn á là mình sẽ phân công nha. Anh chạy xe đi em ơi. Nghe nói nè, ví dụ đội 1 anh kêu tấn công mà cái hầm phía sau xe, đội 2 tấn công cửa bên trái, đội 3 tấn công trực diện, này anh em cứ theo vậy mà làm nha. Ok chưa? Ok anh ơi. Rồi lên xe chạy tụ họp qua đội của mình đi. Đúng. Em với Long đi chung một xe đi. Đội của mình ra đây nè. Đội của ai tự phân công đi nha. Đội của anh đứng lại ngay đồn. Đội của anh đậu ngay đây nè. Đội của anh đậu bên lề nè. Đội 1 là của Long đúng không? Ủa của anh Dương đúng không? Đội 1 của em. Đội 1 chạy lên trước chỗ đèn đỏ đậu đi. Còn mấy em okay, em kia đội kia từ từ để đỡ lộn. Để nhìn ngang quá đi nha, nhớ tên nha. Uga nó mày xung với mày. À, dẹp luôn cái đồn các bạn nè. Bây giờ mình có hai kế hoạch nè, rồi đội 2 chạy lên cái hướng rẽ phải đi. Rồi đội 3 của Dương, đội 3 của con Long thì đậu ngay đồn đi. Dạ dạ. Đội chủ lực là đội của thằng Dương nha Dương. Hai đội kia okay, nó ít hơn đội mày đông nhất á. Bây giờ nhiệm vụ của đội Dương á là đội của Dương á, mày anh sẽ cho mày đội mày tấn công vô trực diện, còn đội của hai đội của anh là đi móc. Hình dung không? Ok được ca. Ừ anh hỏi anh kêu cái đội nào tấn công thì cứ theo vậy mà làm thôi. Có nào đậu lộn đội không vậy? Ở Quốc Long đâu? Đây đây đây. Đậu đây nha. Đội của mày mày ghi tập trung bên em đi Long. Đội anh về đồn đi, về đồn. Dạ chạy ngược về đồn các anh em. À, có nào còn đi mua súng như này nữa vậy? Yến Quỳnh kêu Hanna quay ngược về đồn cái Yến Quỳnh. Đi mua đạn. Rồi nào anh em mình di chuyển lên chỗ mà phía trước đi anh em ơi. Tất cả đội hình mình di chuyển lên trên đi. Còn một người ở trong đồn nữa Trung ơi. Người nào tên gì hả? Nguyễn Trung. Nguyễn Ba hả? Nguyễn Ba qua đội của Long luôn nha, Nguyễn Ba ơi. Em qua đội của Long luôn. Ai còn trong đồn thì qua đội của mày hết nha Long ơi. Dạ, anh em mình lên trên cây xăng phía trước tập trung đi mọi người. Đội ai di chuyển theo đội hình của người đó nha. Lên cây xăng phía trước chỗ sửa xe á. Yến Quỳnh kêu Hanna chạy về cái Quỳnh ơi. Chiến trường các bạn ạ. À. Phải đổ máu nữa các bạn ơi. Máu đã rơi các bạn ạ. À. Trò chơi chưa kết thúc đâu các bạn. Anh em mình để về tái trang bị, ổn định đội hình nhà mình mà nãy mình bắn cho một lần là cho dẹp cái đồn các bạn. Lần thứ hai mình dẹp cái đồn các bạn. Mình đang có kế hoạch là mình là một là mình bao vây cái đồn anh em, mình không cho nó gai vô vậy đó. Hay là mình vô chiếm luôn cái đồn thì anh em thấy sao? Tùy tình huống nha.
Nếu mà anh thấy lực lượng nó chống trả quyết liệt thì mình cứ bao vây ở ngoài trước rồi mình siết từ từ vô. Ok anh. Anh em ở đây mua đồ ăn nước uống rồi đi nha. À để coi các bạn, lực lượng BD. Ôi sao BD không thấy nào nữa ta. Qua chiếm luôn đồ mới được. Ờ nếu mà mấy anh diễn thì anh em mình mà qua chiếm đồ không? Nó off hết rồi. Nó off hoặc là một là nó off, hai là nó có bài khác ấy. Nòn quá, gì cái lớp tè. Rồi đó anh em, để anh vô scout trước. Rồi ai còn trong đồ nữa. Đủ hết chưa, đủ hết chưa? Đội của Long sao rồi Long? Dạ 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 đây okay, rồi. Chuẩn bị đi, chuẩn bị xuất phát. Đội 1 sao? Đội 1 sẵn sàng chưa? Sẵn sàng anh. Đội 2. Ok sếp. Rồi, rồi đợi, còn đợi đội con Long nữa đó. Rồi đi. Quá chiến trường tuyệt đỉnh. Ông tôi tính ra anh em mình đi quần vậy chắc mấy chở gỗ vui lắm, nó mừng lắm ha. Đúng rồi, luôn luôn xem. À sao tới giờ đã lật đấm luôn. Trời đó, kệ nó. Mình phải xử lý mà cái đống mà gì hồi nãy mình giải cứu được Hoàng Anh rồi đúng không? Trong sự bất lực của tụi nó. Nè giờ mình nãy tụi nó đã vô từng không được đúng không? Vô mình mặc còi rồi coi dám ho. Long rồi, đổi mày đi chưa Long? Dạ đi. Tốt luôn anh. Đi chưa? Tụi anh đang chỗ đậu cây xăng nè. Sẵn sàng hết chưa? Học em nè. Ok sếp. Tắt còi đi tụi em ơi. Thôi hồi nữa cái đội của anh á thì anh sẽ bật còi nha, để cho anh em biết là team của anh nha, là team trung tâm á. Ok. Rồi. Cái xe của anh là xe luôn luôn bật còi nhá. À. Rồi di chuyển luôn đi anh Trung ơi. Rồi di chuyển anh em ơi, di chuyển theo đội nè. Ui đội của Long cũng đông vậy. Di chuyển nha anh em, đội hình team nào tự đi theo team nấy nha, hồ mai nấy giữ nha. Không chạy lộn xộn nữa đội hình của người ta nha. Chống chống bò đập đen anh em ơi. Hồ Mai nó giữ nha, đội nào đi theo Dương, Long, Hải đó, có ba leader đó anh em đi theo nhớ. Hồ Mai nó giữ chứ đừng chạy lộn xộn nha. Đội mình là đội tiên phong các bạn. Mình sẽ gọi là trinh sát của chiến trường. Bữa nay chiến trường là không mà đổ máu với giang hộ bạn, mà đổ máu với lại những người anh em gọi là cùng ngành các bạn à, nhưng mà hơi bị cay á nhờ. Những người anh em nó hơi bị cay mình nhờ. Nào nữa. Ê có bạn nào kìa. Ờ xe đụng gì. Nào đây. Nào đây. Đâu chú Quang. Mày nhìn quen lắm. Sao chạy xe mà hút chân rồi. Chưa mình thu tiền rồi. Alo có sao không chú Quang. Thôi anh em giải tán đi, anh em giải tán đi, đội nào đứng đội đó đi. Là cậu vô anh bên kia đây. Alo con không bị hai giới chú Quang ơi, con chạy bên lên con bên con mà đâu thấy đụng đâu lắc á. Thôi lỡ rồi chú Quang đi bệnh viện đi, sau này tụi con chịu tiền bệnh viện cho anh em, tụi con đi công chuyện rồi, chạy lần sau chạy từ nha chú. Xuống dạy Huy đi chứ anh tung thế anh nói vậy không mà anh nói nè, tụi anh em đi đừng có bật còi nè, anh đi có biến rồi, tụi mày không cảm với anh xíu nha, tụi anh điều quân đi có biến ấy. À. Thôi mấy ba anh em nha, để bây giờ tôi xử lý công chuyện á. Bữa sau không đền nha chú Quang ơi. Nó đang bắt ốc kìa. Đây. Để anh em ơi, tiếp tục di chuyển anh em ơi. Hòa ơi, để tụi anh đi làm việc cái Hòa ơi. Đây. Đây. Di chuyển rồi hình tiếp anh em ơi. Kệ con này đi. Đi đúng lane bên mình nha, không có chạy qua lane ngược chiều nhá. Đừng hút còi anh em. Đừng có hút còi. Chạy tăng tốc lên ghi xíu anh em ơi. Trời ơi, có một thằng bị hương nữa anh Trung ơi, khủng gì đâm nào. Nó đi nó chết rồi, thôi cãi đi ngáo. Team mình ở đâu vậy? Team mình tự nhiên cái nó tự động luôn, tự chết luôn. Tên kêu gọi chạy chậm chậm thôi. Tên gì vậy?
Kim phết anh ơi. Cái gì? Kim phay anh. Kim phay. Em bị lắc em mới em đâm đó. Rồi để hồi anh ghé bệnh viện anh rước mày. Dạ dạ. Vậy từ thôi anh em không có gì phải gấp hết đó. Đi mà đi chiến trường mà chứ phải đi đua xe đâu. Tụi mày phải nhớ là để còn full máu full nhét tới nơi bắn lộn. Bên coi đi sếp. Này giờ tát không on duty nữa. Không nó bị lắc á. Không on duty là nó không ngầm mặt giáp rồi đâu. Không nó on rồi nhưng mà on rồi nó phải chờ. Chuyện đi tôi lên rồi rước cho. Thì của nhóm nào nhóm đó thì rước thôi. Gì nè mày. Cứ chạy đi, cứ chạy đi. Bỏ quan này đi, bỏ quan này đi, bỏ quan này đi. Mẹ đi không mong. Cứ vô thành phố đi, cứ vô thành phố đi. Đừng giúp vậy con này, nó đang dài thế anh em mà đó. Cứ đây vô đây, cứ vô đây. Qua biên giới là có cái tụi đầu trâu mặt ngựa nha. Tụi này có nhiều khi nó lẫn cảnh sát vô nha anh em. Đúng 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 đúng. Không không gây chuyện tụi này nha, không gây chuyện giúp chuyện tụi này á. Anh em chạy nhanh qua đoạn này chạy đi. Nhanh chạy đi, anh qua đoạn này đi anh em. Nhanh nhanh giết tới đồ cảnh sát nè. Không đụng chuyện cái mấy này nha. Mấy này là anh nghĩ là nó mấy mấy cảnh sát á, đồ nó kêu liên kết qua để phụ tụi nó mà nó không có oh, cái lý do để gộp á, nên nó họp hết á. Oh, bây giờ mình qua đồn cảnh sát mình kiếm luôn cảnh sát. Gọi là người dân thường vô mà bước vô mình nã hết. Mình thông báo lên là mình kiếm đóng đồn cảnh sát luôn, ok chưa? Đúng đúng đúng. Mình phải đâm vô cái bài này nè, tụi nó không ngờ nè. Đó. Mình đâm vô mình kiếm đồn cảnh sát cho anh. Thông báo lên là kiếm luôn đồn cảnh sát. Đó. Đề nghị người dân không liên quan mà không di chuyển tới khu vực này, rồi thì đi vô Hiệp Quốc. Coi chừng đụng người dân nhá. Có người dân đi xe máy thì trước mặt nha. Để từ nha. Gọi team team anh tới bệnh viện nè, tổ 1, tổ 2, tổ 3 sao rồi. Đang đang bám sau lưng anh này. Rồi rồi, thằng nào bệnh viện xuống không sao đi, tụi anh tới nè. Còn mấy giây nữa Kim. Đi 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 đi. Quay lại rước em cái. Tự nhiên em đang chạy mất xe luôn anh. Mày đâu? Ờ, gần bệnh viện anh ơi. Chỗ cao tốc nè. Thằng nào đi sau lại, có thằng nào đi ngang qua rước đi. Anh đứng cổng sau bệnh viện anh em ơi, đậu cổng sau bệnh viện nè, chứ đừng lên cổng trước, lắc lắm. Đậu cổng sau ngay cao tốc chạy hẳn vô á. Kim mày hồi sinh ngồi chạy cổng sau đi em. Dạ dạ. Ừ. Đâu kìa, đâu tổ mình thiếu mất kia rồi. Đậu cổng sau em ơi, nghe rõ không vậy? Nha, đừng có hú còi nha. Ai hú còi rước còi gì vậy? Không hú còi. Tiếng mặc định sao á. Rồi nè, bây giờ anh nói nè, tổ của ông Dương chiếm tầng 1 cho anh, ok chưa? Tổ của okay. Tổ của ông Long chạy ra sao, giữ ngoài cái cửa sau của bệnh viện, nhớ không? Của đồn anh. Cửa sau á, cái cửa mà có hàng rào lật ngang á, nhớ không? Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi tổ của thằng Hải thì lên trên nóc. Ok ok. Rồi ok, tiến hành nè anh em ơi, đi. Không hút còi nha. Để trái. Tổ của anh thì sẽ đậu tổ của Dương là tổ đi hẳn tổ 1 nha. Còn của tổ của Long là chạy. Tổ 1 đây. Tổ 1 đấy rồi. Rồi, anh đưa tự lít đi. Còn mình thì chốt bãi giữ xe anh em ơi. Team của mà tổ mình nè. Vào đi, vào đi, vào đi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Thằng Long ra chốt cổng phía sau đó. Trời ơi, mẹ, mày không biết cái chỗ đồ người sát à? Tắt lo thành phố đi. Rồi. Vô đây đậu nè. Đây cũng sao à? Thì ngang qua hết đi. Cổng sau chỗ mày cũng đậu xe ngay trước đồn cảnh sát mà. Đậu một đậu xe ngay trước đồn cảnh sát. Rồi đúng rồi. Rồi tụi anh chạy lên cầu cho. Ê mình giữ trên cầu nè anh em ơi, mình lên trên cầu mình giữ nè. Rồi má mình thông báo luôn chiếm đóng đi. Anh em vô. Rồi tự tổ nào tự đi setup đi nha. Hải lên trên nóc okay. Nha. Rồi. Nào, tổ 2 di chuyển vào trong lên thằng nóc nào. Tổ anh 2 di chuyển vào trong lên thằng đầu tụi mày này yên tâm nha Long. Mày đứng trên cầu anh bảo kê giờ. Còn cái chốt đó cho lên thằng 1 nè. Tổ 2 di chuyển lên cầu thang vào thẳng lên thằng nóc. Ôi, cái chừng nó đi nhờ người rồi. Bây giờ là mình thông báo nè, rồi thông báo lên đi Long ơi. Thông báo là đồn cảnh sát là SPD hiện tại bị chiếm đóng, đề nghị mọi người
dân không liên quan không di chuyển tới khu vực, người dân liên quan, người dân phải băng đảng không di chuyển tới khu vực yêu trên. Rồi rồi lo thành phố luôn đúng không anh? Đúng, lo thành phố luôn, vậy nó mới quách. Để trên đó mỗi thằng một hướng đi nào, mỗi thằng một hướng đi để quan sát xem bọn nó đẩy vào hướng nào nào. Cứ mà mình lo thông báo rồi nhà, là có nghĩa là cứ khu vực này là qua là mình cứ đổ súng rồi nha. Hai chắc lo thành phố luôn. Xe mình là đến Bi Long nè. Team của mình nha, Vương với Kiệt là tí anh em mình cứ đảo trên này nha, không cho nó đứng gì trên này nó bắn xuống nha. Ở phía cây cầu này anh em mấy ông Hải vậy nè, cây cầu có tụi tôi chốt rồi nhá. Okay. Anh em canh hướng khác đi, canh hướng khác đi, khỏi nhìn đợi anh em giao lên nặng nha. Sao không gì, không lại khu vực, nếu không sẽ bị bắn. Không lại khu vực đồn cảnh sát là SPD, nếu không sẽ bị bắn. Chiếm luôn cái đồn các bạn. Ác đạn chưa, ngày này cũng đã tới các bạn à, lật luôn cái đồn cảnh sát các bạn à, giờ thôi mình đi. Rồi anh em nhớ bây giờ Dương nè, Long rồi phân công rồi, mấy anh em sẽ đúp chỗ thủ đi nhớ, để làm sao cho nó không vô được đồn á. Xuống đường hầm, xuống đường hầm. Thằng nào nó xuống tàu lao rồi vậy? Tổ 1 là cho mấy anh em phân công ra mấy cái chốt cổng nha Dương, để bắn từ xa nha, không cho nó. Ok. Mày anh thấy cái chỗ gara xe không có nào đứng kìa. Cho hai ba thằng ra ngoài chốt đi em. Đúng đúng đúng. Ngoài tập trung ngoài chứ vậy. À ngồi sao được anh, mình đứng trong này mình chốt chứ. Đứng ra ngoài chốt ngay cái chỗ có cái hàng rào nhỏ đó em. Em đứng chốt cửa bên hông rồi, bên đây rồi. Anh Long ơi, anh Long ơi. Chốt ở đây trên cầu tụi anh nắm rồi. Không tắt lên đây nè Long. Mày lo này nha ta. Tắt phần hoa, ngồi đi ha, ngồi đi ha, hai em cứng rồi ngồi. Rồi rồi em để ngoài nè. Ủa tính xe cảnh sát à? Long rồi. Hai nào đứng ở gara xe, tụi em núp lên chỗ cái phía bình bông á tụi em. Lên phía trên rồi, kia mà đứng á. Tụi em canh được hai bên luôn anh ơi. Cái trên ngầu tụi anh đứng nè nè, tụi em lên phía trong này, trong đứng nè, đừng có hạn chế. Đứng ngay mấy mép cửa hết anh em à, đừng có đứng ở trong. Cam nữa nó, để anh vô kiểm tra hàng vòng nha. Thấy không anh Trung? Anh xuống tầng 1 anh thấy nè. Mỗi thằng canh một đường vô nè. Canh một đường vô nè, đó gia tác canh ở đây nè. Gia tác mày đứng ngay, ừ, đó góc đó mày canh góc đôi nè. Khoai với Kim nè, Kim ở đây nè, Kim góc này mà. Mấy ông trên nóc nhà nằm xuống nào. Không, cứ đứng bắn đi, Hải cứ đứng lên mà ngó đi. Bắn nổ xuống trước, bên tim ông là phải gọi là nổ xuống trước, hiểu không? Lấy lợi thế. Ok. Chứ không có gì, mình nè, nói cho anh em hiểu nè, tim mình bắn phải chủ động, không có bị động, đợi nó vô rồi mới tới nơi mới bắn, hiểu không? Mình phải áp đảo nó ngay từ đầu. Ok. Anh em đứng những vị trí ở ngoài á, đứng ngoài ban công hàng rào này nè, bắn áp đảo ngay từ đầu luôn, mình đông hơn, mình không có bắn kiểu chui rút, nắm chưa? Mình có ở trên điểm chợ mà, anh em không cần núp ở trong đâu, qua đâu nè, đi ra ngoài nè. Đi ra ngoài đứng núp ở mấy cái hàng rào bờ đê ở ngoài trước nè. Đó, như ở mấy chỗ như này nè. Như chỗ anh đang đứng nè. Quỳnh lại ơi, di chuyển đi em đứng đó chết á. Qua nè, đó, chỗ anh đang đứng nè. Ấp ra bờ tường đứng đi. Anh kêu sợ mai đi. Long thông báo lên đi Long ơi. Thông báo lên đi em. Dương cho ra ngoài nè, Dương nè, anh chỉ nè. À, mày phải cho anh em đứng chốt ở ngoài mấy cái bờ tường bờ rào này nè. Đứng ngoài bắn, gặp nó là bắn liền luôn, hiểu không? Còn là khó lắm mình mới chạy vô trong, em hiểu không? Những cái chỗ trống này thì khỏi, chỗ trống này thì cho lên trên để bắn xuống, hiểu chưa? Còn những cái chỗ mà có chỗ cover như này nè, nè cái góc đẹp nè, anh chỉ nè. Đó, góc này nè, đó, đứng góc này thì bắn thôi, có gì nằm xuống là xong. Rồi. Đó, cho anh em tẩy ra ngoài đứng. Chia ra mỗi người mỗi hướng là được rồi. Rồi Long lên, không bảo đi Long. À. Rồi. Ok. Em thấy nó ốp luôn hả gì anh Trung ơi? Kệ nó, kệ nó. Mà đứng đây mình chơi. Không cho nó ODT luôn. Có ngạo lị hơn ngạo. Có người nào? Đang ngay cái hình con gái á. Thì nó công cửa sau. Đang công cửa sau. Ê, nó công lên bên này, nó công bên này. Không la, không la. Nó công cửa sau, công cửa sau. Có thủ đây, có thủ đây. À có. Đội 1 bị thương hai người rồi, hơi cần yểm trợ ở dưới lầu 1. Anh em qua yểm trợ nè, anh em theo anh. Qua đây bắn yểm trợ.
nào nào, tất cả trên nóc nào, trên nóc chạy nhảy xuống điểm chợ hướng sợ phía sau nào. Yến Quỳnh giữ vị trí, Yến Quỳnh. Gà dưới kìa. Xây xuống anh em. Ở dưới chân cầu, dưới chân cầu. Là một. Dưới gầm cầu. Đâu? Ở dưới có 4 đối tượng. Nè, team mình heo anh. Có hai đối tượng đang scan. Ở dưới lên nào. Lên. Hai đối tượng mới phải đâu. Ở dưới vị trí mà anh Dương, anh Trung ơi, quá trời không anh, nó yểm vô ba thằng bắn em rồi. Ba thằng. Ở trong đội bóng mình nó đứng sát quá. Có đủ đây. Ba người mới tọt dưới cánh em á, em mới yểm chợ xong á. Hai nhà tao tầng là chiếm được mà đúng không Trung? Tầng 1 đã bị cái kia, mình bị cái liết rồi nè, tầng 1. Ở trên cái gì kéo xuống đi, ở dưới đang bị hắt hủ á. Ở trên kéo xuống đi. Cái này cover tầng 2 nè, Cái cover tầng 1 đi em ơi. Tầng 1 mình đang bị chiếm dữ lắm á. Quỳnh lại cover tầng 1 đi, Quỳnh lại. Chia qua cover tầng 1 đi. Mình đứng ở dưới Quỳnh vẫn giữ vị trí nha. Đừng có chạy xuống luôn, mình đứng ở trên mình nã xuống thôi, đừng có chạy xuống thì chết á. Đồng lắm. Đồng lắm anh em ơi. Phía bên phải đồn nữa nha anh em nha. O bệnh viện không anh? Là một nó bị chiếm. Có bao đến được mấy giờ nó nghe chung ơi, thằng đe mặt đồn nè. Lên tầng 2. Nó lên tầng 2. Tầng 2. Cô tầng 2 lên tầng 3 nè. Đang lên tầng 3. Tân này, cẩn thận nha, phía đối diện đấy, anh đang bắn đây. Cô ơi này. Thấy chưa Tân, Lên lầu đây. Đang lên lầu. Lên lầu luôn. Hai thằng lên lầu. Cô ơi này lên. Kìa, bắn chết rồi. Đi game ạ. Đi game. Đừng chiến đấu đi. Ê, hay là cái dân ngoại chúng tôi đã đạt cục ít. Bây giờ sẽ biến thằng cút quân về. Cút quân về. Tân này bắn nốt đi Tân. Bắn này có bắn. Bắn đi bơ ơi. Có nhiều chơi nhiều đi. Có ai cầu đi chở. Có nhiều chơi nhiều. Có nhiều chơi nhiều đi. Anh em ở không sao. Anh em ở bên cầu vô đồn đi. Nó vô đồn hết rồi. Đồn bây giờ mình đang ở trong đồn, mình đang bị chiếm hắc hủ, mình đứng ở ngoài mình bắn vô thôi, mình vô là mình chết à. Bên lầu mấy người rồi. 4 người. Nè đang ở dưới đây nè, đang ở chỗ em nè. Ở lầu 1 á, 3 người nè, 3 người đang đi vòng dò sát nè. Anh đi đâu có chừng em đi đâu? Có ai về bệnh viện chưa? Còn em đang về nè. Hỗ trợ. Bữa sau anh em ơi. Anh Bi Long chết hả? Nó máy lên công vô anh Bi Long á. Nó công vô cửa sau anh em ơi. Đúng rồi, công vô hướng của anh Long quá trời mà ba thằng đang ngủ vô. Vô luôn, đội ba vô. Ở trên lầu, nó chiếm được ở trên lầu rồi nhá. Sân thượng có 3 thằng. Báo trễ, báo có. Mày đã có giáp phủ anh trời rồi. Đúng rồi, trên lầu anh em ơi. Trời chở tôi đi nữa dím ơi. Hôm nay nằm viện không cũng hết 100.000 rồi. Anh em mình chịu chơi em tính toán gì? Long ơi kê cầu thang anh Long ơi. Tiền bạc sáng anh Trung. Khỏi cũng được. Đi ra khỏi đồn bắn vô. Đứng ở ngoài á đừng có công vô, ai công vô là dở nghe nó trước á. Công vô mình hắc hú hơn nó, hắc hủ hơn nó rồi. Tên nằm đi không? Thôi về đột đi, anh thấy mình chiến xong về đột đi. Kìa nó đăng lên lo thành phố nó chửi gì kìa anh Trung ơi. Này là mẹ lại nhờ bọn văn đảng nha mọi người. Chơi không có chơi. Mã tổ rồi hả? Không có chơi. Này là rước voi về giày mã tổ rồi. Ừ chát lên hợp lực em hay. Ít game rồi. Một lực lượng cảnh sát mà lại đi nhờ một băng đảng. Ừ, khá đông quá. Một cáo á. Một người lên test mà lại. Lại chết là tụi nó lấy được sân thượng rồi. Mà lại kết nối với băng đảng. Chị nghĩ là đang hơi lộ dữ lắm mà. Cây phải cứt đang bắn dở. Cần chết thằng đó rồi chứ tao phân tân.